Thế gian này là cõi tạm, là cõi hư vô. Người đời ai biết sống đây chết mai lúc nào. Đến nơi đây ta chỉ có đôi bàn tay trắng, rồi lúc ra đi mang được gì ngoài trắng hai bàn tay. Kiếp luân hồi thì có vậy có trả ai ơi. Luật trời thế đó, gieo nhân chi hái được quả gì. Gieo tham lam hai khổ đau hai sầu bi ai. Còn gieo nhân lành sẽ nhận được quả tròn từ bi. Thiện hay ác tạo tác vay rồi trả, vui khổ sầu đừng oán giận trời cao. Sống chân thành trong luân hồi nhân quả, để kiếp mai sau không xót xa đớn đau muộn màng. Nếu đã hiểu được hai từ vay trả, vì luật trời có nhân quả đó người ơi. Gieo hạt nào mầm ấy sẽ sinh sôi. Đừng gieo duyên ác để ngày sau phải khổ sầu. Kiếp luân hồi thì có vậy có trả ai ơi. Luật trời thế đó, gieo nhân chi hái được quả gì. Gieo tham lam hai khổ đau hai sầu bi ai. Còn gieo nhân lành sẽ nhận được quả tròn từ bi. Thiện hay ác tạo tác vay rồi trả, vui khổ sầu đừng oán giận trời cao. Sống chân thành trong luân hồi nhân quả, để kiếp mai sau không xót xa đớn đau muộn màng. Nếu đã hiểu đời ai rồi sẽ chết, còn lại gì khi trả hết nhân gian. Sống bình an cho tâm hồn thanh thản, để đến khi đi không còn vấn vương điều gì. Nếu đã hiểu đời ai rồi sẽ chết, còn lại gì khi trả hết nhân gian. Sống bình an cho tâm hồn thanh thản, để đến khi đi không còn vấn vương điều gì. Để đến khi đi không còn.